Dạ. Bé Hương nha bác. Quên mất lần đầu trên kênh. Dạ bé Hương. Là chị Năm. Là thứ Năm. Rồi tới bé. Bé đây là chị Sáu nè. Chị Sáu là chúc chị. Đây là chúc em. Chúc em. Dạ. Phía sau là chị dâu. Dạ anh hai vô lên hai. Anh hai, anh ba luôn. Thành phố Gò Công tỉnh Tiền Giang của bác đây anh hai. Hiếu. Dạ, anh hai hôm nay. Đó, mình kia là anh ba. Anh ba Hảo. Ba Hảo. Hiếu Hảo Hương. Người Hiếu Hảo Hiểu Hương. Hả? Hiếu Hảo Hiểu Hương. Hiếu Hảo Hiểu. À còn một thứ tư là Hiểu. Thứ tư đúng rồi, làm Sài Gòn. Rồi, xong rồi tới ba hai đứa nhỏ rồi chúc. Hai chị em sinh đôi. Rồi đó. Dạ là 6 anh em, tổng cộng là 6 anh em. Dạ. anh em mà mẹ thì mất từ lúc mà hai bạn nhỏ này sinh ra được tuổi không Hiếu? 3 tháng. Sinh ra mới 3 tháng. Dạ, đây là mẹ của 6 bạn nhỏ. Ba thì là có gia đình mới rồi. Dạ, nên là giờ là coi như là người Hiếu là phụ bà nội. Dạ. Để chăm mấy người em. Từ từ được. Chính trong gia đình luôn. Dạ, nên là một mình mà anh hai là có gia đình, sắp có em bé nữa. Làm tính là anh hai cũng cực, anh hai cũng phải phụ. Anh ba cũng sắp tới có gia đình rồi. Dạ. Chúc mừng anh ba. Chúc mừng. Ba vui lắm. Dạ, chắc là ở đây là các bé là chưa bao giờ bán hàng đúng không? Tụi em là chắc chưa bao giờ bán hàng. Mấy em chưa bán hàng bao giờ. Nhưng mà nãy thấy có vẻ thích món bánh tráng trộn gì đó. Hay có đã từng ý tưởng tính bánh tráng trộn không? Dạ cũng có. Có đúng không? Đó. Cho tụi con cũng được. Vậy là cũng có gọi là đam mê. Chú này giờ bánh tráng trộn chú sẽ không có đem về cho tụi con bán mà chú xin về cho tụi con bán. Xin. Tính dụ xin chừng 50 bịch, 100 bịch tụi con bán. Dạ. Bán được tụi con có tiền. Còn bán được ăn, không lợi nhuận. Ôi bánh trắng trộn, trắng của nhiên á. Đúng rồi, có nhiều loại luôn. Dễ bán lắm. Chú xin cái đó, chú xin. Hai nhân tài trong việc bán trong trường chứ. Dạ. Ồ, vậy hả? Ủa trong trường có bán hả? Dạ có. Anh em vô ba trường bán hả? Bán luôn. Dạ, lúc trước em học cấp 2 á, cái em có lấy bánh tráng ở trong trường cho hai bạn nhỏ bán ở tiểu học. Ôi vậy là hai bạn nhỏ cũng bán hàng, cũng bán rồi, bán trong bạn trong lớp hả? Dạ. Ồ. Để chú xin cho, chú xin bánh tráng cho. Mà được hay không, được nhiêu thì chưa biết bán sao nha. Nhưng mà nói chung mình xin phần, còn mình bán phụ phần nó hay hơn. Dạ. Chứ mình xin hoài không? Ồ, vậy là cũng có đam mê mà buôn bán ha. Không vậy là có triển vọng anh. Không, sáng lắm á. Triển vọng không mà bé Hương cảm giác học rất là nhanh. Chịu khó, nói chung là ba chị em luôn. Không hai bạn nhỏ là cũng được á, cứ tập từ từ, ví dụ chị làm chính trước rồi hai bạn nhỏ phụ thêm, rồi sau này biết đâu ba chị em lai chính luôn đó. Còn anh hai thì anh hai đi làm rồi nên là sắp tới là chủ yếu là phụ thuộc anh hai coi như là phần cứng đi. Dạ. Là thủ không. Dạ. Khi mà bán được thì có anh hai lo, còn bán được là đỡ gánh nặng lắm á. Dạ. Rồi mình hai hôm nay mang về là quá. Phú bạc hiệu hang xuôi với lại dạ phú bạc tinh chất thảo mộc chăm sóc răng miệng và tinh chất thảo mộc xoa bóp. Cái này là khuyến mãi, cái này là hàng khuyến mãi. Dạ quên để giới thiệu lại bà con cô bác chương trình luôn nha bà con cô bác. Dạ đây chương trình của phiên live sắp tới của tụi em là mua 2 phụ bạc là 640, mình sẽ được tặng kèm một tinh chất xoa bóp là giá là 368.000 đồng. Dạ, một combo như này nếu bà con cô bác mua là mình sẽ chích trực tiếp là từ một sản phẩm như này là 50.000 đồng, hai sản phẩm là mình sẽ được 100.000 đồng. Tính ra là một combo này là, dạ một combo này nếu bà con cô bác mua ủng hộ cho bé Hương cùng các anh em trong gia đình đó, thì mình sẽ ủng hộ cho mọi người là được 100.000 đồng đó, 100.000 đồng. Còn tiếp theo đây bé Hương nhớ chưa? Dạ nhớ. Đó bé Hương giới thiệu đi. Dạ còn cái tinh chất thảo mộc chăm sóc răng miệng. Chăm sóc răng miệng này thì mua combo 4 combo ha. Mua combo 4 hộp thì mình được tặng một tinh chất xoa bóp thảo mộc. Đúng rồi, tinh chất. Dạ, bây giờ là con học bao nhiêu người thầy cô? Dạ nhiều lắm. Bao nhiêu? Khoảng 10 người không? Dạ hơn. Con học bao nhiêu người thầy cô? Dạ
thôi 10 người vậy giờ con vô con nói thầy cô nếu mà không có mua giùm con sẽ không học bài, con sẽ ở lớp con sẽ bán quà. Con chơi gan học nha. Dạ. Cái việc quan hệ học vẫn là quan trọng nhất. Đúng rồi. Còn thấy không? Chứ còn mà đưa bán buôn người lo kiếm tiền xong rồi học hành dở rồi mất tiêu bút xong ổng lại. Thì ráng học. Nói chung là cuối cùng là việc học quan trọng. Dạ, nhưng mà riêng cái này nếu bà con cô bác mua là mình sẽ chích được là đến là 120.000. Đó, tụi em chỉ cần nhớ mình cố gắng mình bán được là sẽ được 120.000 cho một combo đó. Cái này là được 100.000, hai combo này dù bán được hai combo này là được đến 220 luôn rồi. Combo. Đó. Là mình sẽ có tinh thần mình bán hàng đúng không? Cố gắng mà bán một like một bữa thôi là có khi bằng mình ăn hai đi làm cả tháng luôn á. Nếu mà cố gắng bán giỏi là sẽ khỏe lắm, mình chỉ cần bỏ một ngày thôi. Trong một ngày bán được tiền hai chai của bạc là được 100.000 rồi. Dạ. Tháng 3 triệu bạc rồi. Đó. 100.000 cũng làm sắp được ngày. Ồ. Đúng rồi, chia ra là hơn hơn. Nhưng mà chú đảm bảo cái phiên live đầu tiên tụi con sẽ được con hỗ nhiều. Có thể phiên live đầu tiên tụi con có thể là thu nhập tụi con sẽ được bằng một tháng lương của anh hai luôn. Đúng. Nhưng mà về lâu dài chú không biết nha. Đúng rồi. Cứ giúp cho tụi con tới khi nào được hay khi đó. Tại vì chú thấy từ câu chuyện của bạn Thảo vậy nên á. Yeah. Ban đầu chú cũng giúp bán cũng nhiều nhưng mà từ từ chú bận chú không theo được á. Xong rồi bán cũng chậm lại nhưng mà vẫn nhưng mà vẫn có bán có lượng khách hàng đúng bán rồi được. Đúng rồi, cho nên là tụi chịu con khó. Chịu bán được là cũng gắng chịu khó đi nha. Đó. Nói chung là trong quá trình bây giờ là chú cháu mình bắt đầu kết hợp rồi có gì chú hướng dẫn chú điều chỉnh ha. Còn anh hai phải theo mấy em, chú chỉ sợ nhất là ví dụ bán không được thì chú còn làm học bổng cho tụi con cũng được, nhưng mà sợ thì khi mà bán nó có nhiều vấn đề nhảy xảy ra đó, rồi khách người ta lừa gạt, người ta không có mua mà nhiều khi người này người kia lại nhắn phá này kia rồi con gái nữa, rồi nhiều khi là ô đủ thứ trên đời chứ, thấy không? Nhiều lừa gạt sợ vậy đó, cho nên là anh hai phải theo sát, chú dẫn rất là nhiều lần rồi nha, chú dẫn bên clip chú rồi, ngoài chú dẫn nữa đó. Cố gắng có vấn đề gì họ phải hỏi hoặc là hỏi các chị liền thấy không, vấn đề gì đó đừng. Hoặc là chuyển tiền thì người ta nói chuyển tiền thì đừng bao giờ chuyển hết nghe không? Không có ai mà không có ai trên đời mà cho không cái gì hết trơn. Có những cũng vẫn có những cô chú anh chị mạnh thường quân thương mình. Rồi từ chú thương tụi con gửi cho con. Mà khi người ta gửi mạnh thường quân người ta gửi tới nhà luôn. Ta không kêu là con phải đi ra chỗ này chỗ kia nhận rồi phải đóng tiền. Thấy không? Người ta thương là ta thương, là ta cho tiếp tục. Nghe không? Ráng. Rồi, còn một combo nữa là tinh chất thảo mộc. Nhớ không? Tinh chất thảo mộc này em nhớ chưa? Mua một tặng một nha bà con cô bác, cũng được chích là 50.000 cho một hộp cho các bé luôn. Cái này chắc em nghĩ bà con cô bác sẽ thích này. Của cô Dung. Của chị Dung đang dung rẻ. Tinh chất thảo mộc xoa bóp. Cho nên là cổ như là cổ khuyến mãi là để con bác dùng. Dạ, nói chung là để trải nghiệm sản phẩm để bà con cô bác mình thấy tốt, mọi người quay trở lại mọi người mua sản phẩm thêm. Rồi, đó là ba combo chính. Nhớ giá hết rồi đúng không? Dạ. Muốn bán được nữa thì đã thêm. Dạ. Đã thêm trang sức rồi về. Đúng rồi. Xong rồi về lấy trang sức về đeo. Cùng người ta hỏi đồ đẹp cho nó mua không? Chỉ không? Bán không? Ông có kinh nghiệm lắm, nãy thấy nói là cũng có kinh nghiệm bán hàng á. Cho bà con cô bác trải nghiệm trước rồi mình mọi người tốt thì mọi người sẽ mua thêm. Dạ. Rồi còn cái về cái phần đóng hàng thì em chỉ cần chốt đơn thôi, còn anh Khương sẽ hỗ trợ là gửi đơn đi cho bà con cô bác. Dạ. Chú có nhân sự. Dạ, anh Khương có con nhân sự. Con chỉ cần chốt cho chắc nha. Dạ. Chốt cho chắc, cảm chú có nhân sự. Chốt kỹ. Cảm người ta chuyển đơn cho khách. Cho khách. Còn nhận để nhận thanh toán thì là ở chỉnh chắc là chị Nhi sẽ đưa số tài khoản để chị Nhi nhận luôn để thôi con phải chuyển tới chuyển luôn không? Dạ. Miễn sao là từ con tư cứ tính được đơn con bán, ví dụ con đánh được 10 chai thì là con sẽ được 500.000, 20 chai con được 1 triệu, 100 chai con được 5 triệu, 1.000 chai con được 50 triệu, 10.000 chai con được 500 triệu, 100.000 chai con được 5 tỷ. Chú mình chưa nói được cái số đó nữa. Đánh có lẽ đẹp. Không, chú muốn được bán bắp cho chú ủng hộ lắm nha. Mua nhiều tại chú không có thời gian, chú like, chú không quay nhiều, chú like và bán mấy chục đơn không á. Giỡn hoài.
Thì chú thì dễ, chú có bà con cô bác sẵn rồi, nhưng mà tụi em phải tận dụng nó. Ví dụ bà con cô bác yêu thương chú rồi, giờ chú giới thiệu là mình phải cố gắng mình giữ những khách hàng đó, không? Tại vì không dễ mình có được những khách hàng đó. Phải nói chuyện lễ phép rồi, nói thứ là phải mọi vấn đề là phải hỗ trợ cho khách hàng, không? Sản phẩm có vấn đề gì để tụi con kiểm tra, hoặc là có cần đổi trả gì là mình phải hỗ trợ khách nhiệt tình, không? Phải chăm sóc khách hàng giùm chú nha. Đúng rồi. Dạ thưa đàng hoàng. Tại vì vì quý lắm á, không dễ gì mà kiếm được những người khách hàng như vậy đâu. Đều là bà con cô bác, giống như coi như người trong họ hàng mình vậy, bán hàng vậy đó thì mới giữ được khách, đúng không? Như lại bữa giờ chú đi làm cũng nhiều nhưng mà chú không có đưa cho bạn nào bán, chú đưa ba mấy chị em á. Dạ. Tại vì chú thấy ba chị em đúng rồi. Ngoan. Nhưng mà tụi con rất là ngoan. Rồi cũng khó khăn. Mà chú thấy nhìn được cái tố chất của tụi con. Dạ. Nói chuyện đồ dễ thương, dễ phép. Cho nên tụi con sẽ tư vấn được. Được. Hạnh là quên Hương là ok rồi đó, em thấy ok đó, chị hướng dẫn sơ sơ mình làm cẩn thận xíu là được à. Dạ. Và con cô bác bữa nào về chợ đi vòng vòng chợ Gò Công này, chú giới thiệu sản phẩm cho bà bác sử dụng miễn phí rồi tụi con đi theo tụi con bán. Dạ. Làm giới thiệu chương trình đó. Ok không? Dạ. Hy vọng chú cũng hy vọng nhiều, được từng ngày đầu tiên like chốt được từng 100 chai thôi. Dạ. Là nó có lửa, có được 5 triệu rồi. Đúng rồi, 100 chai ra. 100 chai có 5 triệu phải ra. Rồi xong tháng sau xuống ăn hết rồi xuống bán. Bán tiếp đi. 5 triệu là bán được đều đều vậy, mà là chú có học bổng rồi mình dành cho mấy bạn khác luôn được. Dạ. Đúng rồi. Rồi mốt con đi học đại học luôn được. 5 triệu là bạn làm nguyên tháng lương. Đúng rồi, hơn một tháng con đi làm 2-3 tiếng nếu mà cố gắng. Cái này tại vì chú cũng đã đẩy thông tin trước rồi nên là đơn đã có, ví dụ đơn chú lên clip là mọi người gọi, mọi người đã chốt đơn cho em một phần rồi. Dạ, một chút. Đến phiên like nữa. Rồi mà ngày mai chưa like là con đã 2-3 bắt đầu tới ngày like là con đã có được đơn rồi đó. Dạ. Không biết nhiều ít thôi. Ừ. Là cái phần phước của tụi con thôi. Cái phước của tụi con thôi à. Hy vọng mẹ chúng ta phù hợp tụi con nha. Tụi con bán được. Với lại về lâu về dài nó cũng là một kỹ năng được tụi con. Đúng con rồi. Con đi học rồi con biết lên lời, con biết buôn bán. Đúng rồi. Dạ. Cái kỹ năng nó khó lắm mà. Cái cơ hội khó lắm. Còn buôn bán thì dễ. Còn ví dụ chú mà chú buôn bán thì chú bán được, chú ra lì xì tụi con thì cái chuyện nó đơn giản. Dạ. Không có gì. Nhưng mà chú muốn tụi con phải thay vì tụi con đi làm mướn tiếng 15 ngàn thì bây giờ cũng vẫn thời gian đó vẫn là sức lao động của tụi con bán cái này. Dạ. Mang lại sức khỏe cho mọi người. Dạ. Mang lại vẻ đẹp cho mọi người mà tụi con có thu nhập nữa. Dạ. Được không bà chúng em? Ơi mà coi clip con thấy mình khóc sao? Không? Con thấy sao khóc rồi? Đẹp không? Xấu à? Dạ. Cảm xúc mà. Nhưng cảm xúc. Chú làm được chứ nghe. Con có đọc bình luận không? Có. Thấy bà con bác thương không? Bà có không? Thấy thương không? Con không cầm được nước mắt luôn. Thương được con. Nhưng mà chú thấy có được anh hai lo gì, bà nội lo gì cũng hạnh phúc được, đỡ hơn nhiều khi có nhiều bạn không ai lo. Dạ. Đâu biết cái chừng chiều tối làm 7 giờ mấy cái mấy chị trong công ty có coi thấy hả? Ủa sao anh em của em lên YouTube nè, mấy chị có biết gì đâu. À. Vậy là đang làm là lên mấy chị không? Bảo liền. Dạ, dạ coi là anh có chú không? Dạ. Nói hỏi xuống nào mới có biết đâu không, đâu có biết gì đâu. Thấy không, thấy con giả chú nhiều, xem chú nhiều lắm á, tụi con không biết thôi. Quá trời luôn á. Rần rần luôn mà, bữa đó Gò Công rần rần luôn. À. Xe bộ chạy ngoài đường rần rần luôn. Không biết thôi. Bữa đó là về qua còn mấy loại xong lên tới Phúc Bình Chánh là kẹt quá trời luôn. Bữa lít lên á. Con không biết á. Là vậy vui ha. Dạ. Bà đang ngồi bài 8 đây. Đang sử dụng cái tinh dầu đó. Đó không? Đó không? Đó không? Cho chị mượn xíu nha. À, chút. Cái dầu á thấy nhộm tối rồi. Mai Hương nó làm. Giật á. Mai Hương làm. Nó tao mới làm. Sao bà nội là sắp được mấy đứa cháu nó phụ rồi đó.
thì chắc được chừng ít nhất cũng được tháng tháng hai tháng. Đặng với cha mình cho cai còn đặng cha còn cho cai không trời ơi nó đi bảy tám tám đứa cha mà có hai đứa gái rồi này em bóp mà giờ nó vẫn còn nóng luôn á. Lớn mà nó không có biết làm cái gì vậy đỡ 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 gánh lo cho bà nội mốt thì bà nội yên tâm đi có chồng. Nói là cái bà nó tiếu vậy đó, cái mình nó tiếu lại cái nó dính vô chồng á, cái mấy bà nó lại cười quá trời luôn. Bà nội có cấm chồng được không? Bà nội cười kìa. Ủa bà nội tính hy hy sinh đời bà nội cũng thấy, có được cháu. Thấy chồng có tấm chồng. Thôi để tôi hy sinh cho. Dạ. Thấy giờ được ông sợ quá trời. Bà nội cũng một đời trung chiên nè, có ông xã cũng con một cũng cực lắm nha bà nội tâm sự. Nội lắc đầu. Nhưng mà đừng nói mình cực á, không có buồn nha. Mình cực mình có sợ bà xã. Bà nội vui vẻ. Mình dâu cực không có sợ, mà sợ nó ăn nhậu thì nó quay. Ôi nó rửa với cha. Bà nội chạy kịp rồi, chạy hết kịp á. Nó ăn đây nè. Giờ lớn chạy hết kịp á con. Chạy hết kịp nó quất. Để nó mặc mình nổi màu. Thôi vậy nhưng mà bà nội phải trông chừng mấy nhỏ nha. Buôn bán này thì nói chung là lúc mà khó khăn bà cháu đùm bọc thì nó là bình thường, nhưng mà khi mà bán buôn được có chuyện gì chuyện kia nhiều khi ô đủ thứ cho con này không sợ mấy nhỏ gì, sợ ngoài ra này kia được ráng lo cho đứa nhỏ. Chừng nào nó lớn hết rồi nó học hành thành tài nó rồi nó chồng. Tới đó chắc đi gặp chồng chứ đi có chồng luôn chứ đi có chồng vậy đó hả? Lớn đi gặp ổng. Rồi bữa đó bà nội vô like luôn nha. Về sớm rồi vô like nha. Thứ năm, thứ năm Hà Nội. Mai thứ năm mình lên mình vô trong YouTube á, với là vô Facebook á, ngồi ngồi cảm mình like. Dạ. Thì con thông báo bây giờ là trên YouTube là Mỹ là ta biết rồi, là cái năm mình like đó, có bà nội like nữa, ta cũng mừng lắm. Bữa anh chủ tịch của CEO Zuckerberg á, cũng mừng lắm. Nói gì bà nội thì chịu like hả? Nãy gì vậy em không hiểu. Nghe nghe. Chịu like là ngồi phụ với nó vậy thôi chứ vụ điện thoại nó đâu có rảnh. Không, bà nội chỉ cần nằm lăn qua lăn lại lên trời lên đất thôi. Không nó nhức quá nhức quá cái xong cái chút em nó tho lên. Ờ khỏe quá, khỏe quá. Giới thiệu bán đi nhuộm tóc bà. À đi giới thiệu. Giới thiệu. Trời ơi. Bán được chai nào chưa? Chưa phải không? Chưa. Tao mới giới thiệu à. Không, tại ở đây nó ngào ngay vô đó giới thiệu bạn bác cũng đi làm mướn mà. Đúng rồi. Khó khăn mua một chai mà 320 là cũng ngán tiền, 320 cũng mấy ngày 2 ngày làm. Đúng không? 3 ngày á. Ngán lắm. Ngán chứ. Cho nên là cũng thôi cũng hy vọng những bà con bác người chủ không ra ta có tiền ta mua nhiều phía đi tao tao ta mua tao tặng lại cho bà con quá thì còn ở chăn đôi cô có gia dòng còn bán nếu giống như bà nội giờ cho xài miễn phí xài chứ giờ chưa đi mua thì chắc không xài được không chắc luôn phải không đúng chắc luôn để tiền cho mấy nhỏ nó ăn đúng không để ra nè như mần ra là 8 tiếng 6 tiếng là có nhiêu tiền mà hai tháng một ngày là để lời 24.000 thì chắc học rồi. Dạ. Đó còn nhiêu đâu. Đó. Cho nên là thôi cứ giới thiệu đi. Giới thiệu. Với lại bạn mắc thấy mua một chai 320 mình thấy mình mắc nhưng mà mình xài đâu cả nửa năm vậy. Xài lâu. Dạ xài lâu lắm. Dạ. Sáu rồi lại nó đi nhuộm tóc bên đó coi nhuộm được có mua rồi. Ừ. Cái nào? Tại mình nhuộm quá. Mình đi ra ngoài mình nhờ phủ là được tốn tiền lắm. Còn đây chủ động. Tóc bà nội đẹp chưa? Đó, phủ dài bữa nó lú ra nữa bà nội phủ tiếp nữa. Ừ, giờ tóc có người rồi. Thì có nhà. Nhuộm tóc đen là như trẻ còn tóc trắng ba nhìn cái gì đâu. Ờ. Chết. Xong chết rồi. Bữa nay trẻ không? Không? À, trẻ đẹp quá. Có hầm răng nữa là ngon. Ba chị Dung. Ba chị Dung. Hầm răng cũng nhiều tiền bộ. Răng thường thường thôi. Rồi mấy đứa nhỏ nó bán nó có tiền thì nó mà ăn được lắm nó đồng cho mình tiền mình dùng dặn mãi cho cái gì cũng chưa nhờ mà giả trên cũng cực từ lên cái gì cũng đéo hết trơn phải chục triệu
còn mình mà mình nói có tiền thì người ta nói 10 triệu cũng ít, chứ mình không mà không ra tiền 10 triệu nhiều lắm. Tại mà không ra tiền chỉ 10 ngàn cũng mừng chết. Rồi ok ha mấy con. Dạ dạ rồi. Rồi bán được nữa gì thì chú với chị Ngân rồi sẽ mang sản phẩm xuống thêm, rồi giới thiệu thêm bánh tráng rồi đó. Đúng rồi, bánh tráng còn nhiều lắm, còn nhiều lắm, quan trọng là mình phải thích bán rồi chịu khó thì mọi người sẽ hỗ trợ cho em mang thêm sản phẩm xuống. Bánh tráng, máy lọc nước, mỹ phẩm, rồi vòng tay vàng, kim cương, cái gì cũng có hết trơn á. Ô đủ thứ, tivi, tủ giặt cũng làm. Mình bán được là cái gì cũng có, quần áo cũng có luôn. Mấy chị cũng có quần áo nữa nè. Hôm nay mấy chị không đem quần áo xuống tặng cho mấy nhỏ. Tính là bữa sau thứ năm mấy chị xuống luôn. Nhiều lắm. Bán yến nữa cũng được, chứ không giờ cũng có yến nữa. Dạ. Cái gì cũng có chứ. Quan trọng mình bán được cái gì thôi. Rồi. Trời tập quá, trời tao bán kim cương rồi. Bán tập quá. Nói chứ mà mấy doanh nghiệp lớn không á bà nội, mấy doanh nghiệp đó là mấy đối tác cũng đồng đồng hành với con. Đủ thứ mình bán cái gì. Thì đại loại nó giống như tập quá, mình hơi cao cấp một xíu. Dạ. Dạ. Dạ rồi, thôi vậy ha. Dạ rồi, cảm ơn quý bà con cô bác. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cho các bé ở phiên live thứ 5 vào lúc 19 giờ. Dạ, ngày 24 tháng 10 nha quý bà con cô bác. Dạ rồi, cảm ơn quý bà con cô bác rất là nhiều. Nhà nhiều sức khỏe, hẹn lại.